chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Clickbuy. Các bạn thân mến, hiện nay Xiaomi đang nằm trong top 5 thương hiệu điện thoại thông minh tốt nhất toàn cầu. Gần đây thì Xiaomi đã cho ra mắt thương hiệu phụ của mình là Redmi với mẫu flagship Redmi K30. Trong video này thì chúng ta hãy cùng so sánh hai mẫu flagship của Xiaomi là Redmi K30 và Xiaomi Mi 9 xem có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua thông số về cấu hình của hai chiếc máy này. Mi 9 với màn hình Super AMOLED, kích thước 6,39 inch với viên pin 3300 mAh. Còn Redmi K30 được trang bị màn hình AMOLED độ phân giải Full HD+, kích thước 6,67 inch, tái hiện hình ảnh rõ nét, mức độ tương phản cao, đi kèm theo đó là viên pin dung lượng lớn lên tới 4500 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 27W. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là tuy màn hình của Mi 9 nhỏ hơn, nhưng lại có được trang bị tấm nền tốt hơn và có một viên pin dung lượng nhỏ hơn rất nhiều. Tiếp theo là xét về cụ thể phần cấu hình thì Xiaomi Mi 9 được tích hợp bộ vi xử lý Snapdragon 855, còn chiếc Redmi K30 lại được trang bị con chip Snapdragon 730G. Cả hai có cùng thông số bộ nhớ 6GB RAM và 64GB ROM. Với thời điểm qua thông số cấu hình như này thôi thì chúng ta đã có thể dễ dàng thấy được là cấu hình của chiếc Xiaomi Mi 9 nhỉnh hơn khá nhiều so với chiếc Redmi K30. Và điểm khác biệt tiếp theo đến từ hệ thống camera sau của máy, đó là chiếc Mi 9 có hệ thống 3 camera sau được xếp dọc, đặt trong một cụm chữ nhật bao gồm một cảm biến 48MP f/1.75, một ống chụp tele 12MP f/2.2 cho zoom quang 2x và một camera 16MP siêu rộng f/2.2. Máy còn được trang bị thêm cảm biến Sony IMX586 sử dụng sắp xếp quad bayer. Chất lượng ảnh chụp từ Mi 9 thực sự tuyệt vời và ảnh có độ chi tiết rất cao, màu sắc sống động, độ tương phản tuyệt vời. Bạn có thể kích hoạt chế độ 48MP, tuy nhiên sự khác biệt là không đáng kể so với những bức ảnh thông thường có kích thước là 20MP. Mi 9 thường không có được độ phơi sáng chính xác do thiếu ổn định quang học, buộc nó phải giữ tốc độ màn chập trên 1/33 giây. Còn chiếc Redmi K30 đã bắt kịp theo xu hướng thời đại, mang đến cho người tiêu dùng phiên bản 4 camera sau được thiết kế gọn gàng trong khung tròn ở mặt sau của máy rất lạ mắt. Bao gồm camera chính có độ phân giải lên đến 64MP, camera góc siêu rộng 8MP, camera chụp cận cảnh 5MP và cảm biến đo chiều sâu 2MP, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chụp ảnh từ cơ bản đến nâng cao của bạn như chụp kiến trúc, phong cảnh. Tự chung lại thì tuy Redmi K30 có thông số camera khủng lên tới 64MP nhưng chất lượng ảnh cho ra cũng chỉ ngang bằng 48MP của chiếc Mi 9 mà thôi. Kết lại thì chiếc Mi 9 hơn hẳn về cấu hình lẫn camera so với chiếc Redmi K30. Nhưng nếu như chúng ta nhìn một cách thoáng hơn thì chiếc Redmi K30 sẽ mang lại cho chúng ta một trải nghiệm không quá khác biệt so với Mi 9 khi có màn hình lớn, viên pin cũng lớn, camera cũng có độ phân giải cao và được trang bị màn hình đục lỗ thời thượng nhưng mức giá lại mềm hơn khá nhiều. Còn nếu bạn muốn có một thiết bị có cấu hình mạnh mẽ và màn hình chất lượng, chụp ảnh ổn và ưa thích màn hình giọt nước thì Xiaomi Mi 9 sẽ là sản phẩm dành cho bạn. Và đó là những so sánh của mình về hai chiếc điện thoại của nhà Xiaomi. Các bạn có ý kiến như thế nào về việc này thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.